Tin tối ngày 4 tháng 12, thêm 13.998 ca COVID-19, tăng 332 ca so với hôm qua. Trong 13.998 ca nhiễm, Bộ Y tế công bố tối ngày 4 tháng 12, có 13.993 ca tại 57 tỉnh thành, tăng 332 ca so với hôm qua. Các tỉnh phía Nam có số ca nhiễm cao và 203 ca tử vong. 24 giờ qua, 5.591 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa, giảm 264 ca, 8.402 ca trong cộng đồng, giảm 226 ca. 11 tỉnh thành ghi nhận trên 500 ca đều ở phía Nam, trong đó thành phố Hồ Chí Minh tăng 325 ca, Bạc Liêu tăng 231 ca. Ở miền Trung, số ca nhiễm tại Thừa Thiên Huế tăng 207 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Hà Nội giảm 336 ca, Đắk Lắk giảm 129 ca, Hải Phòng giảm 117 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 13.784 ca trên ngày. Từ 17:30 ngày 3 tháng 12 đến 17:30 ngày 4 tháng 12 ghi nhận có 203 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 196 ca. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 26.061 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư, số ca nhiễm trong nước là 1.289.511 ca, trong đó có 1.004.749 ca đã được công bố khỏi bệnh. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam ghi nhận 1.294.778 ca nhiễm, đứng thứ 35 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu nhân, Việt Nam đứng thứ 149, bình quân cứ 1 triệu người có 13.135 ca nhiễm. Hai tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Bắc Cạn và Lai Châu. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt này là thành phố Hồ Chí Minh có 476.818 ca, Bình Dương 283.908 ca, Đồng Nai 89.159 ca, Long An 38.607 ca, Tây Ninh 31.691 ca. Về điều trị, số khỏi bệnh trong ngày là 1.107 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.007.566 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.788 ca, trong đó có 4.547 ca thở oxy qua mặt nạ, 1.377 ca thở dòng cao qua HFNC, 185 ca thở máy không xâm lấn và 665 ca thở máy xâm lấn và 14 ca can thiệp ECMO. Về xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã xét nghiệm 126.002 xét nghiệm cho 264.655 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27 tháng 4 đến nay đã thực hiện 26,8 triệu mẫu cho 69,6 triệu lượt người. Về tiêm chủng, trong ngày 3 tháng 12 có 991.961 liều vaccine được tiêm. Như vậy, tổng số liều đã được tiêm là 126,8 triệu liều, trong đó tiêm mũi 1 là 73,1 triệu liều, tiêm mũi 2 là 53,6 triệu liều. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.